Chào các bạn. Không biết các bạn nghĩ sao về một chiếc nồi vừa có thể chiên và hấp thông minh tất tần tật các loại thực phẩm. Ngày hôm nay, hãy để Kalai Việt Nam giới thiệu với các bạn một siêu phẩm mới vừa mới chỉnh làm của nhà Kalai. Đó chính là chiếc nồi chiên hơi nước thông minh Kalai Steamix. Hãy cùng mình khám phá xem siêu phẩm này sử dụng như thế nào nhé. Đầu tiên, để chúng ta có thể sử dụng được chiếc nồi chiên hơi nước thông minh Steamix này thì chúng mình cần phải hiểu được là các nút bấm ở trên bảng điều khiển. Giờ thì mình sẽ cắm điện nhé. Ở trạng thái chờ thì các bạn có thể thấy là nút nguồn sẽ sáng lên trên màn hình hiển thị. Chúng ta chỉ cần chạm vào nút nguồn để khởi động. Wow, mình thấy đây là việc rất tiện lợi trong việc điều chỉnh này. Chỉ cần chạm nhẹ và điều khiển thì là rất dễ dàng để chúng ta có thể thao tác. Nồi chiên hơi nước thông minh Kalai Steamix có hai chế độ độc lập. Đó là ở phía bên tay phải của Thu Hằng, đó là 9 chế độ nấu. Đó chính là khoai tây chiên này, ngô, cánh gà chiên, thịt nướng, pizza, tôm, cá, làm bánh, sườn. Mỗi chế độ đều đã được mặc định thời gian và nhiệt độ khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tùy chỉnh cho phù hợp với món ăn của mình. Muốn chuyển sang chức năng nào thì chúng ta sẽ tay bấm nút chọn vào chức năng đấy. Chẳng hạn như là khi chúng ta nấu món sườn thì chúng ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ này, thời gian tại nút tăng, giảm tùy theo sở thích. Ở chế độ hấp thì chúng ta sẽ để mặc định nhiệt độ là 100 độ C. Còn đối với các món nướng thì chúng ta có thể để nhiệt độ tối đa là 230 độ C và tối thiểu là 40 độ C. À, bật mí cho các bạn nhé, đó chính là so với những chiếc nồi chiên không dầu thông thường khác thì nhiệt độ của chúng ta phải cài đặt từ 100 độ C trở lên. Tuy nhiên thì với chế độ nhiệt của Kalai Steamix thì sẽ được cài đặt rất là thấp, xuống tới 40 độ C lận đó. Thế nên là vì vậy chúng ta có thể làm được rất nhiều các món ăn đa dạng như là ủ sữa này hay là làm sữa chua rất là ngon. Có rất nhiều các vị khách hàng gửi thắc mắc đến cho nhà Kalai rằng không biết phải làm thế nào khi mà đèn cảnh báo hết nước trong khay nhấp nháy. Nhà Kalai sẽ hướng dẫn ngay bây giờ đây ạ. Đây là vị trí của khay nước. Chúng ta chỉ cần đặt tay ở đúng vào chiếc lẫy ở phía dưới đáy và nhẹ nhàng